Hôm nay là hành trình ngày thứ 5 của tụi mình ha các bạn. Khi mà các bạn đang xem view clip này á thì là hành trình của mình vẫn đang tiếp tục nha. Mình up clip mỗi ngày chứ không phải là mình về tới nhà rồi mình mới up clip đâu các bạn. Hiện tại thì mình sẽ xuất phát rời khỏi thị trấn Sapa vào lúc 8 giờ 15 phút cùng với lại 3 người bạn nữa. Hôm nay có thêm một bạn chạy chiếc MT07 ha. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ xăng cho đầy bình nè, rồi đang chở giùm cho cái bạn Z1000 một cái túi quà để gửi về Tây Ninh. Tính hành trình xuất phát đó các bạn là 5 ngày nhưng mà có những cái ngày mà ở lại những cái chỗ mà nghỉ mệt hay là tham quan rồi đó thì mình sẽ không có tính vào cái hành trình nha. Nếu mà tính đúng thì hôm nay là ngày thứ 8 của cái hành trình của mình rồi. Nhưng mà để tính cái ngày mà xuất phát từ điểm này qua điểm khác á, thì mình tính là trừ ra những cái ngày mà ở tại chỗ. Cho nên là hôm nay chỉ mới là hành trình ngày 5 thôi. Thật sự nó là ngày 8 rồi. Bữa nay sẽ đi từ Sapa để qua bên thành phố Hà Giang. Thì cũng không có xa lắm các bạn, 200 mấy chục cây số thôi. Thì tụi mình xuất phát hơi trễ một tí xíu. Bữa nay trời quang, nắng rất là đẹp ha. Không khí thì lạnh vừa vừa, tầm khoảng cỡ 20 độ á. Năm nay thì đi trời không có mưa các bạn, nhưng mà có sương mù. Tại các điểm vui chơi thì bữa nay rất là đông. Đó, các bạn thấy đi hai bên đường là xe ô tô nhiều lắm. Năm nay Tết mọi người đi du xuân rất là nhiều, khác với những cái năm trước. Rồi được rồi, 145.000 5 lít 9. Năm các bạn đi tới những cái đoạn đèo từ ở bên Sapa qua bên Lào Cai, các bạn mây với mưa sương mù không à, không có thấy được cái gì hết. Năm nay đi nhìn cảnh nè, rồi đẹp quá trời luôn. Bạn Z1000 thì bây giờ đang đi gửi một ít đồ về Tây Ninh. Tụi mình sẽ di chuyển xuất phát chạy từ từ để chờ bạn Z1000. Khi mà cột ba lô ở phía sau thì ôm cua không có ngon các bạn. Ôm cua cái đít nó sẽ chì xuống, bị trượt bánh khó chịu. Thị xã Sapa, see you again. Hôm nay nhiệt độ nóng hơn ngày hôm qua và có nắng mặt trời. Bữa nay mà bạn nào lên đỉnh Phan Xi Păng thì chắc cảnh nó sẽ đẹp hơn ngày hôm qua. Mình sẽ quay những cái cảnh dài dài thế này để cho các bạn cũng có cái trải nghiệm đi tour giống như mình đang đi ha. Nếu như mà các bạn chưa có kinh nghiệm đi đường xa và đang muốn có thêm tư liệu để cho cái chuyến đi sắp tới của các bạn. Mỗi một chuyến đi á, là một cái trải nghiệm khác nhau, không có ai đi giống ai hết á.
và cái chi phí cũng không có giống luôn. Tại vì ví dụ như các bạn mà đi solo, đi một mình đi, các bạn chỉ ăn bún phở rồi cơm dĩa, cơm phần nhẹ nhẹ thì chi phí nó sẽ không có quá nhiều. Các bạn ở nhà nghỉ một ngày nó chỉ rơi khoảng đâu đó 150 cho tới 200 ngàn tiền phòng. Còn nếu như mà các bạn đi solo mà mình ăn nhà hàng, ăn đặc sản địa phương rồi ở khách sạn 3-4 sao thì chi phí phát sinh nó sẽ nhiều hơn. Cho nên có những bạn á lên Facebook chia sẻ là mình đi tour xuyên Việt mà chỉ tốn có 8 triệu tới 10 triệu thì có nhiều bạn nói là trời gì 8 triệu 10 triệu chắc là ngủ cây xăng không hay là cái gì, hay là đi không dám ăn uống luôn. Thì tùy thuộc vào cái cách mình cảm nhận và hưởng thụ thôi. Có những bạn thì mình đi mình chơi nhiều thì nó sẽ tốn tiền nhiều đó, mà cứ đi thoải mái nhất á, khi mà mình đi xe máy á, thì cứ tầm khoảng cỡ từ 15 cho tới lại 20 là ok. Còn nếu như mà các bạn đem nhiều hơn thì càng tốt. Mình đem nhiều hơn thì đâu có nghĩa là mình phải xài hết đâu, nhưng mà có cái gì đó để phòng hờ ở trong túi thì nó vẫn đảm bảo hơn. Ngoài cái tiền mà mình dự trù mình sẽ sử dụng á, thì mình sẽ có những cái khoản tiền riêng để phòng khi những cái lúc mà cần thiết, cần gấp. Trong video clip của mình á, thì những cái đoạn mà mình đi á, mình có thể chia sẻ với các bạn là mình cũng đang đi là đường nào. Ví dụ như cái đoạn này là quốc lộ 4D chẳng hạn nè. Mà thật sự ra mà nói á, nếu như mà các bạn mà xem clip mình mà kỹ á, thì các bạn cũng sẽ biết được là những cái đoạn như thế này. Chứ không thể nào mà mình nhắc từ đầu cho tới cuối là mình đang đi quốc lộ 4D, quốc lộ 4D, 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 đúng không? Mình đâu có nhắc hoài vậy được. Có những bạn á, vô coi chắc chắn là không coi đầy đủ rồi, cái vô nói mình là đi đường nào mà không nói gì hết trơn, không biết đang đi đường nào hết, thấy toàn chạy xe không. Thôi bây giờ không lẽ là cứ trong clip là cứ phải nhắc hoài vậy đúng không bạn? Đó. Những cái điểm trong cái quá trình mà mình đi á, thì mình cũng sẽ chia sẻ là mình đang chạy đường nào. Nhưng mà khi mà mình quẹo vô cái ngõ, cái hẻm gì đó thì nó không có cái tên, thì bây giờ không lẽ làm sao? Và trong cái đoạn clip mà dài thế này á, thì không thể nào mà mình ghi chú ra được hết là mình đang đi đường nào. Giống như những cái bạn mà làm TikTok á, ví dụ như mình quay một cái clip TikTok đi, thì mình quay là mình đang chạy quốc lộ 4D nè, cái tí xíu có tới cảnh kia mình cắt mình đang đi quốc lộ 4N hay gì đó. Thì cái đó là cái tóm tắt của cái video clip thôi, nó là một cái loại mà tóm tắt chứ không phải là một cái hành trình dài. Người ta chỉ biết được là đi từ Hà Giang qua, đi từ Sapa qua Hà Giang là cần phải đi những đường nào. Mà thật ra mà nói thì bây giờ công nghệ nó quá đầy đủ rồi, các bạn chỉ cần lên kênh Google Maps bấm ra một cái thôi là nó sẽ chỉ đường cho các bạn rồi. Đó, nó chỉ cho các bạn đi thoải mái. Và quan trọng nhất là các bạn cũng phải biết xài Google Maps nữa nha. Tại vì có nhiều bạn bấm Google Maps nó chỉ toàn đi vô rừng, vô này nọ không. Thì cái phần mà setup Google Maps các bạn sẽ chỉ nó đi qua đường xe, một là xe ô tô, nhưng mà bấm là tránh đường cao tốc thì nó sẽ dẫn cho các bạn đi những con đường mà đẹp, ok. Còn nếu mà các bạn muốn mà đi nó gần hơn á, thì các bạn bấm là xe máy và tránh đường cao tốc thì nó sẽ dẫn các bạn đi. Nếu như mà các bạn đi mà cảm thấy nó hơi kỳ kỳ lạ lạ thì các bạn đừng chạy tiếp vô nữa. Tại vì ví dụ như chạy tiếp nữa đường xấu thì mình sẽ lựa đường khác mình đi. Thì khi mà các bạn lựa đường khác á, thì Google nó sẽ hiệu chỉnh theo cái con đường mới cho các bạn. Cầu Móng Sến các bạn. Ồ, nay họ cho đi đường này luôn rồi nè. Hôm bữa là đi nhánh ở dưới các bạn. Không
biết đi có đúng không nữa. Hả? Ồ, cho xe máy đi luôn các bạn. Trời, đã thiệt chứ. Ước mơ của mình là, mình nghĩ là chắc là trong vòng khoảng 5-6 năm sau nữa mới được đi cái cây cầu này. Nhưng mà không ngờ là nay họ lại làm được cái cây cầu này sớm quá nè. Năm rồi đó là làm xong rồi nhưng mà chưa cho đi, năm nay là cho đi luôn rồi. Rồi, biến mất trong làn sương. Nếu mà không có sương á bạn thì mình sẽ nhìn xuống sâu dưới cái hông lũng ở dưới á. Để đó là có một cái trạm thu phí các bạn, thì mình tấp vô đây để kiểm tra xe nè, xịt dưỡng sên. Chờ bạn vết ngàn luôn. Rồi đây là chiếc MT07 nha. Chiếc MT07 này ngày hôm qua mới mua cái này. Xong rồi dán băng keo trong. Này phải dán mấy cái đi nhìn nó mới đi, mới tưng được. Ủa cái ca đâu rồi? Rồi vậy là có người ăn trộm ca mình rồi. Rồi cái ca máy gia truyền đã bị mất. Hồi nãy lúc ở khách sạn có cái đồ đo áp suất mà không đo. Được rồi. Ừ, hơi mềm á. Áo háo à, háo rồi. Rồi, đưa cái đó đây. Nè, giờ vô cắm cái giò này vô trước để coi cái áp suất này bao nhiêu. Dây, 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 dây. Lấy ra thêm. Bế ai á. Trời ơi, có 10 khoảng cỡ 15 bế ai à. Mà trong khi cái xe này nó phải tới 40 42 lần phải bơm tới 40. Á à, bánh mềm xèo. Kê lên, kê cái máy lên để trầy nè. Còn không thì chịu khó vịn chút đi. Top và go các bạn thì các bạn phải nổ máy xe nha. Ví dụ mình cắm vô trong cái cọc bình thì vẫn phải nổ máy xe, nổ máy xe rồi mới xài bơm, chứ không là nó sẽ rút hết bình nha. Và cái tốc độ bơm nó sẽ không nhanh. Và khi các bạn nổ máy xe và xài điện á, thì điện nó vô trong cái bơm top và go nó sẽ mạnh, bơm nhanh hơn bình thường nha. Cái tẩu sạc của chiếc E155 này thì có thể là xài được cho cái máy bơm nhỏ. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng xe SH mà các bạn cắm vô tẩu sạc đó, nó sẽ đứt cục chì ha. Thì cái công suất của cái tẩu sạc này nó lớn, xài được cái máy bơm nhỏ. Còn xe SH đó thì cái cầu chì có xíu à, cái dòng điện chịu nó thấp. Sau khi bơm á bạn thì mình nhìn thấy cái lỗ giá của bạn nè. Bạn đang giá bằng cái loại mà của China các bạn. Thì cái này nó giống như là cái đầu vít vậy đó, cái nó xoắn xoắn cái lủng rút cái đinh ra xong rồi cái dặn lấy vít cho dặn xoắn vô thì nó vẫn xì nha các bạn. Cái này chỉ dễ dàng như là chữa cháy rồi thôi, chứ còn mà để chạy mà những khoảng như mình đang đi tour đi thì giá ngày hôm trước hôm sau nó xẹp bánh rồi phải bơm lên tiếp rồi đi, thì trong quá trình mà mình đi nó vẫn tiếp tục là nó xì, nhưng mà nó không có xì nhanh bằng cái kiểu như là cái đinh mà mình đâm vô nó xì nhanh. Còn cái này thì nó đỡ hơn xíu nhưng mà nó vẫn xì nha. Thì mình sẽ giá cho bạn bằng giá nắm top và go. Top và go rồi giá xong rồi đi cái vỏ này tới lúc hư luôn thì thay vỏ thôi, chứ không cần phải giá lại cũng được. Sau khi mình giá nắm các bạn thì thử lại là ok, nó không có bị xì hơi nữa nha các bạn.
mình không có hiểu là cái nhân vật nào mà nó xịn tới mức độ mà nó sản xuất ra. Đâu rồi cái cục nãy, đâu rồi cục, cho miếng coi thử coi. Kệ, rớt ra, rớt ra nè. Cái cục này các bạn, nó y chang như là một cây đinh vậy đó. Mà các bạn nghĩ đi, bây giờ mình đang cán cây đinh đúng không? Thôi mình để nó luôn đi, mình đỡ tốn tiền mua một cây khác. Nè, cái này cũng y chang như một cây đinh vậy đó. Mở ra cái lấy vít dặn vô vậy, chứ cũng giống như là bị cán đinh rồi, còn gì đó đâu khác. Khác cái là này nó có cái dòng sắn sắn thôi, nhưng mà nó cũng không có giải quyết được vấn đề hết á. Tại vì cái thân trụ này, cái đầu này nè, là cái đầu kim loại. Ở xung quanh cái này cây đinh nè, cây đinh nó bọc nhựa xung quanh chứ có gì đâu khác. Đây đúng là cái đinh mà bọc nhựa luôn nè. Rồi khi mà các bạn dặn vô trong vỏ xe đi á, lúc mà cái bánh xe quay á, nó sẽ có một cái gọi là cái ma sát, nó sẽ sụp sịch qua lại vậy nè, hơi nó sẽ xì ra. Còn ở đây á, là giá nắm mà các bạn thấy không, nó là cao su hết, từ trong ngoài cao su luôn. Và nó có cái đầu nắm nó bịch ở bên trong, bịch ngược ra, và cái thân nắm nó sẽ chèn xung quanh của cái phần lũng, rất là đảm bảo luôn. Giá một cái là đi thoải mái, không có bị xì. Trời ơi, thiệt tình luôn, không biết ai mà nghĩ ra, sáng chế ra cái này luôn á. Mua một cây đinh để thay thế một cây đinh. Ở phía trước đó, bạn mới vừa xảy ra tai nạn giao thông ở ngay chỗ trạm thu phí luôn nè. Một chiếc xe khách tông vô một chiếc xe ô tô phía trước. Một chiếc xe du lịch lớn và một chiếc xe du lịch nhỏ. Tuyến đường mới các bạn, quá đẹp luôn. DT155, đường này thì dễ chạy hơn cái tuyến cũ các bạn. Đó, tuyến cũ là nằm mé mé trên nè. Đó, tuyến cũ nằm mé trên ha. Tuyến mới là nằm ở phía dưới này nè, chỉ xíu. Hai cái tuyến này nó song song với nhau. Dù là có thể ôm cua qua luôn, nhưng mà để chắc chắn á, mình phải thấy được cái góc cua mình mới qua các bạn. Hạn chế tối đa luôn là vượt ở trong cua. Đường đẹp đã ghê luôn á.
Cua này là cái cua xuống dốc các bạn. Nếu mà mình xe mình nó nhẹ, nó không có cân bằng á, thì ôm cua nguy hiểm lắm. Tốt nhất là mình nên giảm một tí xíu tốc độ lại sẽ ok hơn. Chứ cái lực mà quán tính khi mà cái xe nó lao xuống á, mà cái xe mình mà ôm cua không có được sâu, tại vì nó không có trượt, nó không có bám đường tốt á. Cái bánh nhỏ quá, khi mà nó nghiêng tới một cái mức độ của xe nhỏ là không còn nghiêng được nữa, là có nguy cơ nó sẽ trượt bánh. Cái tuyến đèo mới mở đó các bạn, đi rất là nhanh hơn so với quốc lộ 4D ha, chạy cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ vô trong thành phố Lào Cai thôi. Năm nay có rất là nhiều cái thay đổi, đường xá cũng có nhiều tuyến làm lại và cũng có nhiều tuyến là đang làm. Gần sát biên giới của Trung Quốc rồi các bạn, ở bên kia là biên giới Trung Quốc á, thì Google Maps nó chạy tầm 7 rồi, nó không còn chính xác nữa. Dừng lại chỉnh xe có một chút xíu rồi mấy ông bạn mình chạy mất tiêu rồi. Đây mọi người.
rồi đua bơi tốc độ thì mình đã dí kịp 2 chiếc. Trên là chiếc MT07. Chiếc MT07 cho vui. Để cái ba lô nặng ở phía sau các bạn, nó khó chịu á. Đó, ôm cua nó toàn là nó đi hố hố cua không à, kỳ ấy. Không có ôm cua được. Cảm giác nó không có được an toàn, khó chạy lắm rồi.
trên đây không khí nó là lạ ngộ ngộ rồi, xe độ chạy nó kỳ lắm, nó không có được mượt mà. Cảm giác nhiệt độ thì nó tầm khoảng cỡ 26, 27 độ gì đó. Hả? Không có sợ, không có sợ chứ. Một trăm ba, năm lít ba. Đi ở trong mấy cái cung đường này á thì các bạn đổ xăng chứ còn không có kiếm được petrolimet đâu các bạn. Nếu mà để kiếm được cây xăng petrolimet thì chắc có lẽ là phải dắt bộ hơi xa đó. Bạn thấy nhóc nó làm gì không? Nó mới gì chửi mình luôn. Đó là tác hại của điện thoại đó các bạn. Hồi xưa mấy em bé trên đây là hồn nhiên thơ ngây, đi ngang qua là chào rồi các kiểu lâm hết, dễ thương. Giờ đi ngang qua mà phải có gì chạy đâu mà chạy mầm đâu, có không, chạy rất là lịch sự luôn, vậy mà nó đã không làm nó chửi thiệt, buồn hết sức. Kia mình chạy xe bị trượt bánh cho tới nay là nó bị rén rén các bạn, cảm giác là nó không có tự tin nữa, không biết tới chừng nào mình mới lấy được cái sự tự tin lại nữa, sợ lắm. Cảm giác mà các bạn qua cua mà cái xe mình nó trượt một cái, trời ơi nó khó chịu mà cố luôn. Giỏ luôn á.
người ta để lá ở ven đường người ta. D75987, số này ở Sài Gòn hả bạn? Chắc thấy cái nhóm xe mình ở Sài Gòn ra chắc cũng cũng vui vui, tại vì ảnh đi xe hơi như vậy là chắc chắn là ảnh sẽ ít gặp mà ở nhóm Sài Gòn ra lắm. Hồi đó mình đi tour xuyên Việt bằng xe hơi á, mình cũng như vậy á, thấy cái nhóm Sài Gòn ra vui lắm. Mà tất nhiên là đi xe hơi làm sao mà đi chung được chứ xe máy được, thành ra là chỉ đi chung một đoạn thôi, nhìn thấy nó cũng đỡ buồn buồn đó. Mấy anh Sài Gòn chạy rất là chuẩn nha, né xe rồi xong rồi tấp vô đúng làn mà thao tác làm chuẩn chỉ lắm. Trời ơi con gắn kìa, trời ơi con gắn đó, ghê quá, ghê quá bạn ơi, trời ơi ghê quá. Anh xe hơi màu trắng đã sát sinh con rắn và anh cảm thấy là anh sợ hay sao mà anh chậm tốc độ lên luôn rồi. Trời ơi, hay anh xe hơi ghê quá, sát sinh một con rắn dã man, ghê quá mấy anh ơi. Mình là mình sợ rắn lắm. À, nhìn thấy mấy rắn ghê quá, quay ghê quá. Vợ mình thì không có giống mình nha, thấy rắn vậy bay xuống chụp cái đầu vô cạo lông làm thịt. Đúng là con gái Bến Tre mạnh mẽ. Tiệm của mình ở Hóc Môn đã khai trương rồi nha các bạn. Nếu mà bạn nào muốn bảo trì xe hay nhớt hay là làm gì đó thì ghé bên tiệm mình để làm nha. Mùng 10 là tụi mình bắt đầu là nhận xe rồi. Hôm nay là cúng kiến mở hàng đầu năm. Km 17 cộng 412. Ở đây có cái quán Ngọc Mai Cà Phê nữa mà. Đây, quán nhìn cũng đẹp ha. Xe quá trời dơ. Hết cái vỏ rồi các bạn ơi. Ngoài trời, vỏ trơn dữ ta. Rồi bề mặt vỏ trơn lùi à. Nó nóng mà nó không có cái độ nhám thôi. Rờ vô á nghe trơn lắm nha. Nè. Nó mình chạy á đáng lẽ cái vỏ nó phải có cái độ nhám.
Trơn, vỏ nạm trơn. Để đó trượt á. Hôm nay là mùng 9 ha các bạn. Thì ở tiệm mình Hóc Môn khai trương. Mình rửa xe ở trên Tây Bắc các bạn. Rửa mấy chiếc này thì tính mỗi chiếc khoảng cỡ 200 khai trương đồng năm thôi. Rửa xe xa nhà. Ở nhà khai trương mà trên này cũng có 4 chiếc để rửa các bạn. Một chiếc 5 xe. Đục đá vậy. Đây là trước khi mà rửa nha. Đây bụi nó bám ghê lắm nè. Đó các bạn thấy dơ ghê không? Rồi ở đây thì không có nước rửa xe giống như ở dưới đâu. Chỉ có nước sinh lai để rửa MotoGP thôi. Đó, xe cực kỳ dơ ha. Trước khi mà qua Hà Giang thì mình rửa cho nó sạch sẽ hết, ok. Ở đây có máy rửa xe luôn nè các bạn. Đó, chị chủ quán có máy rửa xe luôn ha. Rửa xe, xa nhà, coi như khai trương. Thiếu cái cọ nữa mà. Tại vì mình thích rửa thôi, không có một lý do gì hết á. Còn đem ra tiệm cho ta rửa thì mình cảm thấy không không ưng thôi. Ví dụ như mà mệt quá rồi á, thì thôi kệ đem ra tiệm cho ta rửa cũng được. Còn mình cảm thấy mình khỏe thì mình tự rửa. Xe mình tự rửa thì cũng vui hơn. Nó văng. Hả? Anh không cầm ở đó nó văng. Cái loại xe đổ mà nó có cái lọc gió trụ á. Người ta không biết là nó sạch đó, ướt vô cái loại lọc gió trụ hết. Xíu đi thổi xe mà thổi xe không rửa. Xe thì mình biết sạch. Xíu đi. Nước cũng có. Mà rửa chiếc xe này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mấy bữa tiệm mình thiếu nhân viên rửa xe, mình ra mình rửa mấy xe này. Điều kiện vật chất ở trên đường nó không có nhưng mà cũng cảm chấp nhận được rồi. Rửa đủ sạch sẽ không lạnh. Nó không có sạch được giống như ở tiệm hay là xài nước chuyên dụng. Thấy ok không? Đâu có hô cái gì so với cái xe mà lúc mà rửa ở nhà đâu các bạn. Mm-hmm.
1 giờ 40 thì mình tiếp tục xuất phát nha các bạn. Xe rửa sạch xong rồi á, vệ sinh sơn ha, xịt dưỡng sơn. Chạy nó khác biệt rất là nhiều luôn các bạn. Nghe máy xe đồ nó cũng êm ái hơn nữa nè. Đúng là rửa xe sạch xong rồi tăng thêm 2-3 HP các bạn. Bốn chiếc nào cũng sạch sẽ hôm tho rồi. Sẵn mình rửa luôn cái vỏ sau các bạn. Nhiều khi là dưỡng sơn hay là dầu nhớt gì đi nó dính lên trên cái vỏ, nó tạo cái độ trơn. Tại cái mép vỏ là cái nơi mà rất ít khi mà chạy lên cái phần đó, cho nên nó bám trên đó là khi mà mình ôm cua hay gì á, nó sẽ bị trượt. Còn 114 cây nữa là mình đã tới được cổng trời Quán Bạ rồi các bạn. Mình set up cái vị trí là tầm ở đó. Đi vô thành phố Hà Giang thì tụi mình sẽ check in cột mốc, cột mốc Hà Giang nha. Xe đậu mà chạy sau xe mô tô á rất là dễ bị lủng cát nước, tại vì cái cát nước của xe đậu nó bự lắm. Cái két xe zin vậy chứ mà nó nằm ẩn ẩn bên trong nó nhỏ, còn cái két xe độ nó lớn. Rồi mình chuẩn bị quẹo ra quốc lộ 2 ha các bạn, hướng đi lên Hà Giang. Hà Giang 60 km. Vô khu dân cư ở trong đây là chỉ chạy 50 thôi. Nhưng mà có lẽ mấy đại ca này vẫn quên. Ra tới đây thì mình vẫn cứ duy trì tốc độ đều đều cho nó chắc cú các bạn. Thông chốt chỉ là một cái biện pháp không có khả thi. Tại vì người ta chỉ bắn tốc độ trong khu dân cư thôi. Thì trong khu dân cư dù sao mình chạy chậm nó vẫn an toàn cho mọi người và cho bản thân. Mà mình đã biết là phía trên có chốt rồi á, mà mình còn cố tình mình chạy nhanh nữa thì bị bắt đâu có quan đâu đúng không bạn. Mà bắt không quan thì thông chốt làm cái gì. Trừ khi nào mà mình chạy ngoài quốc lộ á, đường nó vắng, nó có giải phân cách hết mà người ta cho mình chạy chậm, nhiều khi mình chạy nhanh quá vượt qua luôn cái chốt á, thì có thể là tạm chấp nhận được đi. Ở vô cư thì mình cứ chạy về thôi, để cho mấy ông kia em cứ chạy nhanh thì em chạy ra hết khu dân cư bơm bình thường. Cái này cũng là một trong những cái kinh nghiệm. À, đi Tây Bắc Đông Bắc thì các bạn cứ đi tới khu dân cư các bạn chạy chậm,
40-50 gì đó. Vừa hết cái bảng khu dân cư rồi, các bạn muốn chạy bao nhiêu cũng được hết á, không có sợ bị bắn lốc độ ha. Cứ nằm thuộc lòng cái bài này là đi vô tư. Mình thấy trên đây xe độ người ta cũng không có khó có dễ gì hết á. Xe độ thì xe độ, chứ các bạn chạy đúng tốc độ trong khu dân cư các bạn ra các bạn chạy bình thường thôi, công an họ không có khó. Còn ở trong miền Nam mình bây giờ mà có chạy chậm hay là chạy nhanh gì mà cứ gặp xe độ hay bô lớn hay gì, hay là thay mâm nhỏ gắn đèn chợ sáng, đèn gương cầu hay gì đó là bắt hết. Độ máy đồ bắt hết à, dù là các bạn đang chạy chậm hay chạy nhanh gì cũng hỏi vô hết. Khu dân cư này không có thì còn hai cái khu dân cư ở mé trên nữa, rồi có một cái chốt ở trước khi mà mình vô thành phố, trước khi mình vô thành phố Hà Giang là chắc chắn có một cái chốt. Còn cách cửa ngõ thành phố Hà Giang tầm khoảng 2-3 cây á, thì các bạn sẽ để ý thấy một cái bảng ghi là khu dân cư. Thì từ cái bảng á, mà vô tới trong cái vùng binh của thành phố Hà Giang á, các bạn chạy tầm khoảng 40-50 thôi nha. Bị bắn tốc độ cái đoạn này thì nó rất là vô duyên luôn. Năm rồi á, vô tới đây á, mình thả trớn thôi các bạn, là nó tầm khoảng cỡ 55 á, là vô bị phạt hết 300.000.
tuy số tiền nó không có bao nhiêu hết á, nhưng mà có còn hơn không đúng không các bạn? 300 ngàn thì cũng làm được một bữa cơm rồi. À, bữa hổm mà vô tới đây nè, cái là có một cái chốt. Trong bữa nay không thấy cái chốt nào hết. Có lẽ là hôm nay không có công an. Thấy người dân đi không có đội nón bảo hiểm. Còn bình thường đó là công an đứng ngay đây nè. Đó, vô quẹo vô đây là mấy ảnh thổi liền. Đó, bình thường là khúc này. Ok, mình đã tới được cột mốc rồi. Lên chụp hình. Check in xong cột mốc rồi hả các bạn, bây giờ thì mình sẽ xuất phát tiếp. Mình cắm cái vị trí là lên cột cờ Lũng Cú, nhưng mà trong cái quá trình mình đi á, mình thấy chỗ nào mà ok, đẹp thì mình sẽ ngừng lại ngày hôm nay. Nếu mà trên cái đoạn đường đó đi ngang qua những cái địa điểm mà tham quan á, nếu như còn sớm thì vô chơi tham quan. Còn nếu như mà mình đi mình thấy chỗ nào mà có homestay hay là cái khách sạn đẹp đẹp á, thì vô ở tối hôm nay. Sáng ngày mai sẽ tức phát đi tham quan tiếp. Lâu lắm rồi mình mới đi cái cầu treo này. Mỗi người coi bản đồ có chạy theo hướng khác nhau hết rồi. Nhóm mình đi thì nó thoải mái lắm bạn, chứ không phải là cái kiểu phải chạy phải dùng cục với nhau hay là chạy gần gần nhau rồi mới được. Nói chung là đi với mình muốn chạy kiểu gì chạy, miễn là sao an toàn là được rồi. Chứ mình không có gò bó hay là cái người nào phải chạy đầu dẫn hay là người sao chốt gì hết, không cần cái vấn đề đó. Tụi mình có app mà để theo dõi đồng đội rồi, cho nên bây giờ nếu mà mình muốn là mình bật lên mình coi đồng đội mình ở đâu. À, còn không thì cứ đi bình thường thôi. Các bạn không cần phải mà phải chạy theo sát đích đồng đội để làm gì. Ví dụ giờ đồng đội muốn chạy nhanh, không lẽ giờ mình cũng bắt buộc mình chạy nhanh. Thì mình ví dụ mình muốn chạy chậm, mình nắm cảnh thì mình có việc mình đi chậm thôi. Còn địa điểm thì set up trước là giờ đi lên cột cờ Lũng Cú, nhưng mà trong cái quá trình đi, ví dụ như là chỗ nào hít thì ngừng. Và đi chứ mình thì nó thoải mái vậy đó, không có gò bó đồng đội. Ví dụ giờ chốt lên địa điểm đó mà giờ đi không tới rồi làm sao, không lẽ đi ban đêm hôm luôn đó. Thì cứ nghỉ thôi. Năm nay mình đi tour nó không có theo một cái lịch trình nào cố định hết á. Bây giờ hít đi chỗ nào rồi đi chỗ đó thôi. Ha, mình thấy hình như là có 2 xe 3 xe di chuyển rồi kìa. Để bơm theo thử là phải không? Thôi không phải rồi, không phải rồi các bạn ơi. Tắt các bạn.
Thành ra là mấy anh em bây giờ còn ở phía sau nè. Đó. Nay người ta đi du lịch đó các bạn, cả đoàn luôn, đoàn là mấy chục chiếc xe, đông khiếp. Tao chơi liều mà, tao thấy cái thằng đó còn lít mấy đó. Mày chỉ gì? Nãy tao đi đường bên kia. Thằng này chạy nghe tao bóp kèn nó không nghe nè. Tao còn tới 40 cây nữa mới hết xăng lận. Có vô thị trấn là có à. Để coi thử coi. Phê view các bạn, nhìn ra hồ ha, hồ với núi ở phía dưới kìa kìa, đã quá phê đông ghê luôn. Bữa nay người ta về nhiều quá. Nãy giờ thấy quá trời đoàn luôn ha. Năm nay lên Hà Giang các bạn không mưa, không lạnh. Mà thậm chí nó còn hơi bị nóng nóng nữa. Năm nay thời tiết lạ quá các bạn. Cũng là tháng 2. Mà những cái năm trước mình cũng đi tháng 2. Mà tháng 2 của những năm trước là mưa rồi sương mù, lạnh dữ lắm. Năm nay mình cũng tưởng đâu là lạnh lắm mà bây giờ rốt cục rồi, bây giờ đi là mát thôi chứ không có lạnh các bạn. Thậm chí giờ vừa chạy xe mà phải mở dây kéo áo qua cho nó thoáng chứ không mà cảm giác là hơi bị nóng luôn á. Rốt cuộc thì mình cũng đã đem được cái chiếc Edge 155 65 cộng 4 của mình đi từ Nam ra tới Bắc. Tới hôm nay thì em nó vẫn rất là êm nha các bạn. Xe chạy êm ái ngon lành, không có vấn đề gì nha. À, xe hơi chạy sát dữ người ta. Nhiều khi bây giờ mình đưa ra cái nhận xét đánh giá riêng của mình á, mà không phải là chỉ có riêng mình đâu, nhiều bạn thì cũng đồng ý với ý kiến của mình về cái tình trạng giao thông. À, thì ra là cái người dẫn đoàn của cái đoàn đó kêu cái nhóm ở đằng sau chạy chậm lại qua cua. Vậy mà mình tưởng đâu người ta kêu mình chạy chậm lại ở trên có giao thông chứ. Thiệt. Ra tới Hà Giang rồi, ra tới đây rồi thì không cần phải chạy quá nhanh nữa.
cứ đi từ từ ngắm cảnh thôi. À, khách nước ngoài á, thì người ta không có tự chạy xe được. Đây nè, có những người thì người ta tự chạy xe được, nhưng có những người thì không tự chạy xe được, thì người ta sẽ mướn hướng dẫn viên Việt Nam chở. À, các bạn thấy là một người Việt Nam chở theo một người nước ngoài, có thể là nam, có thể là nữ. Và hồi nãy mình thấy là có nguyên một nhóm nữ chạy xe luôn. Nữ ở nước ngoài người ta cứng cáp lắm mày, ai cũng cao hơn 1m7 hết á, nhìn người đô hết biết luôn, nhiều khi lớn hơn nam của Việt Nam mình đó chứ. Rồi, núi nó cao kìa mày, cao chập trùng. Ở trên đèo này thì phải kiếm một cái chỗ an toàn thì mới ngừng lại được, chứ không có ngừng ngay khúc cua. Ví dụ như ngừng ngay đây thì ok nè, nó cũng là cua luôn, nhưng mà ở hai bên người ta đều thấy được mình hết, ở phía sau lên người ta cũng thấy, phía trước người ta cũng thấy mình. Còn đứng khúc cua mà nó khuất thì nguy hiểm lắm. Mình sẽ chờ đồng đội mình lên thôi. Không biết mày ổng bị cái gì mà sao lâu lên quá. Cái đoạn đường này các bạn không có sóng điện thoại luôn các bạn, tức là không có gọi điện được luôn nha, chứ không phải là không có 3G đâu, không có internet cũng như là không có sóng điện thoại luôn. Xe mà các bạn đi vô đây á, thì tốt nhất là mình đu hai cái thằng ông nội này. Máy sao ok? Hello sir, máy sao ok? Ok, ok. Fuck, fuck you. Đứng ngay cô này cực kỳ nguy hiểm các bạn. Ngay cô nguy hiểm lắm. Hả? Tụi tao đứng chỉnh ngắm cảnh đó. Mùa này thì Hà Giang có nhiều nước các bạn, quá trời thác nước luôn, đẹp quá. Chắc kiểu này đi tới tối chưa ra khỏi đây quá. Tiếp tục hành trình thôi các bạn. Mình không thể nào mà quay hết tất cả các cảnh đẹp cho các bạn xem được. Mình chỉ quay được những cái chính thôi. Đây cũng có một thác nước nè các bạn. Cái đoạn đường này nó rất là ok các bạn. Càng lên nó càng cao nha. Núi càng lên càng cao, đường nó cũng không có quá xấu, dễ đi. Chỉ có điều hơi vắng, nhớ đổ xăng trước khi chạy vô đây là được. Cái đó, cái đường này ngày xưa mình đi chiếc Yamaha IB125 thì mình đã từng đi cái tuyến đường này rồi. Bình
thường là đi cái tuyến quốc lộ 4C ở mé dưới không hả các bạn, nay mới đi lại cái cung đường cao này. Xe mình còn có một cơ nứt xăng luôn, thật là đáng lo ngại các bạn. Để mình lao cái cam cho nó trồng trồng dễ coi hả vậy. Đây là đường DT181 ha. Hồi nãy lúc ở trong cái đường kia thì nó không có tên, nhưng ngoài này thì nó có rồi, DT181. Xe của mình nó báo xăng rồi các bạn. Chết quá. Đổ xăng xếp hàng kìa. Đây. $140,000 5 lít 7. Ăn đi, ăn thoải mái đi, tự nhiên đi. Hôm nay đi, toàn là nghỉ. Nghỉ với rửa xe, xong rồi rửa xe bằng xăng. Hồi nãy không có xăng đổ, bạn phải vòng ngược lại cái xe chia lên đây kêu là mua chai xăng để rửa xe cho đỡ tức. Mới rửa ướt nhẹp chiếc xe luôn. Đây, cảnh ở dưới đẹp lắm hả bạn. Cái này là cái cây gọi là cây nghiến cô đơn ha. Đi mấy lần rồi nhưng mà mình đi solo nên mình không có ghé đây. Nay đi mấy ông này ghé đây chơi, chụp hình. Tính ra là đi 8 lần ở chỗ này rồi. Đúng rồi, chậm chéo của mình mua toàn là bột ngọt với lại bột niêm không à. Đây là thịt trâu gác bếp các bạn. Bánh bao này là bánh bao gì ta? Bánh bao bản địa ha. À, bánh bao địa phương. Rồi tháo khá là nhiều cái hay. Mày đi mày biết ghé mày mới hay, mày đi không mày đi luôn không mày ai gì nữa. Mày ngồi xếp ra coi chung. Ủa mẹ. Nó chặt rồi mà nó cứ gọi xác xác mình chứ mày sắp xa ra rồi. Mẹ đứa nó ghé. Rồi bây giờ tụi mình sẽ xuất phát đi kiếm chỗ ngủ thôi các bạn. Đổ xăng xong bạn thì mấy bạn đi chung với mình nè, có nói là chạy nó không có ngon, xe nó cứ lù đù sao á. Xe mình cũng như vậy, xong cái đổ vô một miếng octane các bạn. Đổ vô miếng octane nghe nó khác hẳn luôn. Xe giờ chạy nghe nó ngọt, nó mượt ghê luôn các bạn. Nên là có một thành viên trong đoàn là đem theo chai octane. Mình thì mình đem theo chai vệ sinh. Còn bạn đi chung thì đem theo chai octane. Tới nè, sao hai xe đó nó chạy luôn gì nhỉ? Tới nè. Ờ, vô đây
vô bôi luôn hả? Ờ. Có hai đứa con gái nữa mà. Có hai đứa con gái. Yếu à. Đang quay tiếp học tư. Mẹ bắt đầu bài nữa rồi đó. chưa bài chút xíu nữa. Thôi đừng bài ra rút kinh nghiệm. Tắm thôi, tắm rồi nè. Đó, phòng của tụi mình nè các bạn. Các bạn sao không thể nào tưởng tượng được cái phòng nó đẹp như vậy, như thế nào đâu. Ở ngoài thì nó giống như là một cái căn nhà gỗ bình thường thôi. Nhưng mà xuống dưới này là hơi bị bất ngờ luôn. Đây. À, tí xíu em lên em chọn món. Đây. Ở dưới này là nguyên một cái view thung lũng luôn các bạn. Mà bây giờ tối rồi không có thấy nha. Ngày mai sáng mình sẽ quay cho các bạn xem.